あのさ、今月はボーナス出るの？今月、出ないかも。出なかったら、やる気が出ないね。そう、ところで、シンさんは大学を卒業したのはいつ？10年前だよ。そうしたら、選挙に出られますね。でも、出たくないよ。人前に立つのがちょっと苦手なんだ。嘘。なんで YouTube に出てるんですか？あ、それはそれはですね、xin chào các bạn. Trong buổi học ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ một động từ thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp, đó là động từ đê lự. Đê lự này thì có 5 nghĩa. Và trước tiên chúng ta hãy cùng nhau đi đến với nghĩa thứ nhất. Một cái gì đó xuất hiện từ đâu đó, nó chui ra, nó thò ra và chúng ta sẽ thấy được nó. Ví dụ như 月が出る, trăng lấp ló, mặt trăng xuất hiện ですね. 涙が出る, chảy nước mắt. 水が出る, chảy nước. 熱が出る, sốt, bị sốt. 熱が出る, yaruki ga deru, tức là muốn làm một cái công việc gì đó. Ngược lại là yaruki ga denai na kyo, mày chả buồn làm việc gì cả, chả buồn làm gì cả. Thứ hai đó là xuất hiện đâu đó và tham gia một cái gì đó. Ví dụ như senkyo ni deru, tham gia tranh cử. Hito no mae ni deru, hito no mae ni deru, tức là đứng trước mặt mọi người. Terebi ni deru, lên TV. YouTube ni deru, tức là lên YouTube. Kekonsuki ni deru, kekonsuki ni deru, hay là đi ăn đám cưới. Thứ ba, nó còn có nghĩa là rời khỏi một chỗ nào đó. Ta dùng trợ từ o. Thứ nhất, daigaku o deru, là chúng ta có thể dịch là tốt nghiệp đại học. Daigaku o deru, ra khỏi cổng trường. Komon o deru, komon o deru. Vừa ra khỏi nhà ga thì chúng ta sẽ nói rằng imakara eki o deru, imakara eki o deru. Tu nó còn mang nghĩa là bán chạy. Ví dụ như là kono shokuhin wa yoku deru, kono ramen wa yoku deru. Ý nghĩa thứ năm nó còn có nghĩa là có được cái gì đó. Ví dụ như kyouka ga deru, tức là được sự cho phép. Kyouka ga deru, bonasu ga deru, bonus ga deru, tức là có thưởng. Hima ga deru, hima ga deru, có được những ngày rảnh rỗi. Một từ này rất là quan trọng nữa, đó là nhấc máy. Ví dụ như là có điện thoại gọi đến đúng không, chúng ta nói, nhấc máy đi thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần nói là denwa ni dete, denwa ni dete. À, không nhấc máy thì sẽ là denwa ni denai, denwa ni denai. Nó sa 今月はボーナス出るの？今月出ないかも。出なかったらやる気が出ないね。そう。ところで、シンさんは大学を卒業したのはいつ？10年前だよ。そうしたら選挙に出られますね。でも出たくないよ。人前に立つのがちょっと苦手なんだ。嘘。なんで YouTube に出てるんですか？あ、それはそれはそれはです。Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi chương trình của mình. Hy vọng thông qua clip này tiếng Nhật của các bạn sẽ tiến bộ được hơn một chút nữa và chút nữa. Bye bye và hẹn gặp lại.